Cấp kìa. Chào đón Tết Nhâm Dần, shopzicom.com bùng nổ khuyến mại giảm giá 70% toàn bộ giá trị ác trên shop. Sốc giá phá kho, tặng 100% giá trị thẻ cào khi nạp thành công. Nhận ngay bao lì xì chứa nhiều quà tặng siêu hấp dẫn khi nạp thành công kể từ 30k. Truy cập ngay shopzicom.com từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 để hái lộc đầu năm nha. Sáng nay định quay clip hút thuốc lào cho anh em, nhưng mà hút cái bi để phê quá. Hút cái bi đấy, nước dãi lòng thầm nên là thôi, không đăng clip đấy. Hút quả tái quá. Hôm nay mình kiểu, mình tính là mình quay clip mình bán bi thuốc lào cho anh em xem, nhưng cái bi đấy phê quá, phê quả đáng quá nên là thôi. Sao anh Duy đọc được lay up lúc tin chưa lấp tướng á? Thực ra anh em chơi nhiều là anh em biết rồi. Anh em chơi nhiều là anh em sẽ đọc được lay up chúng có pick thôi. Chơi kiểu meta là anh em hiểu game ấy. Ví dụ như kiểu Genji bây giờ đánh hay là T1 đánh, Duy mà ngồi Duy xem ban pick là Duy sẽ đọc được khoảng đến 70% nó sẽ ban vào pick con đấy luôn ấy. Nghĩa là mình chơi, mình hiểu game thì mình biết cái meta nào, con nào nó hợp lý ấy, với đội hình nào đánh với con nào ngon, mình biết cả nên là nó dễ đoán lắm. À, cảm ơn Thành nhá, Thành ơi, cảm ơn cụ Thành nhá, cảm ơn cụ Thành luôn đấy gì nhá. Hello. Mẹ, anh em thấy mấy thằng Hàn nó đánh như nào hả mọi người? Phát đó tốc biến chi phí. Phát đấy không tốc biến thì làm sao mà giết được con Blitz à bạn? Mình flash ra để mình không ăn cái đam quy tiếp theo con Hecarim thì mình mới đủ máu mình giết con Blitz chứ. Mà phát đấy mình cũng out được mấy phát đánh thường của LB luôn mà. Chứ không chết trước khi nhổ Blitz rồi. Cái cách mấy thằng Hàn nó chơi game nó sẽ là như thế nha anh em nha. Cái cách chúng nó vận hành cái game nó là như thế nha mọi người nha. Cái lầm quay thẳng thế nhở. Cố lên. Ừ, cố lên đi à. Hay quá. Lấy giờ. Đấy, có rim có đồ à. Khổ lắm. Khổ lắm. Không đi luôn ạ. Tỉnh táo tàu lắm. Thì mít bọn này đúng cân não luôn đấy chứ. Ui! Bruh. Ui! Ah! Shit!
kéo quả kinh thế nhở. Ui trời ơi, thôi. Thủ thôi. Mày đánh với con LB là con chịu quá. Cái gì đấy? Lại là bàn tay hỏa tiễn à? Lại là mày nữa. Có đánh thật luôn ấy chứ trời. Hay quá, bên. Anh tin em. Ui lát. Anh em này con cắt xô rồi, ao meta tao. Nó khó đánh kinh khủng luôn ấy. Thật sự với anh em game này quá khó đánh. Ừ, vẫn mạnh đấy. Con này Karim ở R. Thank you.
Này thằng đánh con này. Prim. Prim khỏe thế nhỉ? Hai bên đây. Quát mi, quát mi, quát mi. Đợi đi, đợi đi. Ok, ok, ok. Bếp phải lại chết hết này. Xin tao vào chết hết này. Ok, ok, ok. Con bên cầm một khỏe lắm rồi. Duy từ nãy giờ không bấm 6. Ôi dồi ôi, ông Thành ơi là ông Thành. Vẫn là bấm 6 à. Chơi game từ bao giờ rồi. Rồi con VN khỏe quá rồi anh em ạ. VN không ai chạm được luôn. Cái 6 này bây giờ làm gì còn nữa mà bấm 6. Trời ơi là trời. Lâu rồi không chơi game đúng không? Bây giờ vẫn bấm được 6 thì Duy nói gì nữa. Bấm được 6 thì Duy lại bấm luôn đi chứ. Bấm 6 được nhưng mà phải mai bấm. Cái 6 giờ nó bỏ rồi Thành ơi. 6 giờ nó bỏ rồi nha. Không bấm nữa đâu. À, cặp lắm cặp lìa. Cặp lắm cặp lìa. Bây giờ thì chúng mày thắng như. Bây giờ thì thắng kiểu gì thì lại không bao giờ nói. Lại là kéo được à. Giờ tao thấy người tao flash rất là nhiều. Ngon luôn.